phát hiện 4 ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người ở Quảng Ninh. Bệnh viện Bãi Cháy vừa tiếp nhận 4 bệnh nhân mắc bệnh vi khuẩn ăn thịt người với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Bệnh nhân khi đến bệnh viện đã tổn thương rất nhiều bộ phận trên cơ thể. Theo Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh, hiện khoa bệnh nhiệt đới của đơn vị đang tiếp nhận điều trị 4 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, biểu hiện lâm sàng của các bệnh nhân rất đa dạng, diễn biến bán cấp tính, cây tổn thương đa cơ quan, làm suy yếu hệ miễn dịch như nhiễm khuẩn huyết, áp xe gan, áp xe cẳng chân, viêm màng não. Đáng chú ý, với những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền khi mắc bệnh Whitmore sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn, thời gian điều trị dài hơn người khác. Điển hình như bệnh nhân Vũ T. H. 67 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, có tiền sử bệnh đa u tủy xương, tăng huyết áp. Bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tuyến trên về điều trị tại bệnh viện bãi cháy với chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não do vi khuẩn Whitmore, có ổ di trú viêm phổi bệnh nhân đã được điều trị theo pháp đồ kết hợp nạo viêm, chạy VAC, rét cùng cụt. Trường hợp khác là bệnh nhân Đặng TD, 62 tuổi, trú tại thành phố Ung Bí, tỉnh Quảng Ninh, có tiền sử đái tháo đường. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, gai rét, đau mỏi người, xương đau phần mềm cẳng chân trái có mủ, hội chứng nhiễm trùng rõ. Xét nghiệm cấy mủ cho thấy dương tính với vi khuẩn Whitmore. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân nhiễm vi khuẩn huyết áp xe cẳng chân do vi khuẩn Whitmore trên nền đái tháo đường và cho điều trị bằng thuốc kháng sinh. Dẫn lưu ổ áp xe tại cẳng chân. Đánh giá tình trạng bệnh này, bác sĩ chuẩn khoa 2 Phạm Công Đức, trưởng khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện bãi cháy cho biết. Bệnh Whitmore có biểu hiện về lâm sàng rất đa dạng, tổn thương rất nhiều cơ quan và bệnh diễn biến theo hướng bán cấp tính nên đôi khi thầm lặng. Bệnh nhân diễn biến từ từ và khi nhập viện thì đã có những ổ áp xe rất sâu, tiêu biểu trên nhiều cơ quan. Chúng tôi đã và đang điều trị nhiều bệnh nhân bị viêm phổi, viêm mô mềm, viêm xương đùi, viêm khớp háng, áp xe đa ổ, áp xe tại các cơ quan khác như cơ, gan, lách, thận, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Tỷ lệ tử vong tương đối cao nếu không điều trị kịp thời, những người bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, bệnh gan, bệnh phổi mạng tính, người suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh. Cũng theo bác sĩ Phạm Công Đức, phương pháp chuẩn đoán bệnh Whitmore vẫn là dựa trên các xét nghiệm vi sinh học trong máu, mủ tại phần da bị tổn thương. Thời kỳ ủ bệnh đối với căn bệnh này là từ 1 đến 21 ngày, có thể kéo dài và khó chẩn đoán. Bệnh nhân khi đến bệnh viện đã tổn thương rất nhiều cơ quan. Việc điều trị bệnh huyết mò trên từng trường hợp bệnh nhân sẽ có phương pháp phác đồ điều trị thời gian khác nhau.